Xin chào tất cả các anh chị em. Tôi sẽ phải vừa nói trong những phút đầu thì vừa nói vừa phải kiểm tra xem ai vào để còn duyệt. Chúng ta đã trải qua gần 2 năm rồi chiến đấu với đại dịch SARS-CoV và rõ ràng là chúng ta đang gặp rất nhiều phiền toái trong cuộc sống, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, công ăn việc làm, tính mạng và thu nhập của chúng ta. Thế thì trong cái trận dịch này ấy, thông thường cứ khoảng 100 năm thì sẽ có một trận đại dịch lớn. Nó sẽ xảy ra với loài người. Và chúng ta là những cái thế hệ mà đang đi qua một trận dịch của lịch sử. Nó rất là tàn khốc và dai dẳng. Thông tin mới nhất mà tôi mới nắm được thì sang năm sẽ có thuốc thuốc tốt và thuốc mà chống COVID, chống virus, là nó là một cuộc cách mạng về y học, một bước đột phá lớn. Và có thể cái thuốc này không phải ở châu Mỹ, cũng không phải ở châu Âu, mà một nước ở châu Á sẽ sản xuất được cái thuốc đó, nhưng mà phải sang năm. Cho nên chúng ta phải xác định tinh thần là chống dịch dài hạn, ít nhất là cho đến hết năm sau, chứ cũng không thể nhanh được. Chống được chỗ này thì nó tràn sang chỗ kia và nó còn tái phát đi tái phát lại. Thế thì đất nước đang gặp khó khăn, người dân đang gặp nhiều những cái gian khổ, thì tất cả chúng ta đã bằng cách này hay cách khác, chúng ta đóng góp sức lực của mình trong cái công cuộc ngăn ngừa và phòng chống cái đại dịch. Có người thì góp tiền, góp của, góp sức, góp trí tuệ, và ai không có gì để góp thì chúng ta chấp hành nghiêm những yêu cầu của nhà chức trách để chung tay ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh dịch bệnh. Thế thì đây là lúc mà chúng ta, bản thân rất nhiều người bị ảnh hưởng lớn về sự an toàn, sức khỏe gia đình, và ảnh hưởng lớn đến những cái ngày tháng tới, tương lai, thu nhập, việc làm nó sẽ như thế nào. Thế thì mỗi người có một sự đóng góp và một cách làm khác nhau. Còn tôi thì tôi đưa ra chương trình 100 ngày đồng hành cùng với các gia chủ để đi qua đại dịch. Có khoảng 2.000 người trong nửa tháng vừa qua đã được chúng tôi xử lý, tư vấn và trả kết quả miễn phí bằng văn bản, qua email, qua Zalo. Chắc các bạn đã, một số ở trong đây đã đọc được rồi. Tức là cái chương trình đó thì chúng tôi sẽ lấy thông tin đầu vào là năm tháng ngày giờ sinh của gia chủ, hướng bếp, hướng giường, hướng cửa, hướng bàn, vân vân. Và sau khi phân tích thì chúng tôi sẽ đưa ra những cái khuyến nghị, cái gì nên giữ nguyên, cái gì nên thay đổi, làm thế nào cho nó tốt lên. Thì chúng tôi đã làm cái chương trình này suốt 2-3 tuần vừa rồi và đã trả kết quả bằng văn bản cho khoảng 2.000 người, hoàn toàn miễn phí. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta có một cái lớp mới là cái chương trình 7 ngày đèn sách. Nói là 7 ngày nhưng có 7, 7 buổi thôi. Mỗi buổi có một tiếng thôi. Nói 7 ngày cho nó đại ngôn lên một tí, cho nó hoành tráng, nó vui. Nhưng mà nói là 7 ngày hay 7 tiếng thì nó ngắn. Nhưng mà nếu chúng ta quyết tâm, chúng ta tham dự đầy đủ thì nó lại thành ra dài. Bởi vì đó là một cuộc hành trình. Một cuộc hành trình. Trong 7 ngày này ấy, thì sẽ có 2 ngày chúng ta nghỉ bởi vì tôi bận dạy lớp khác. Còn 5 ngày còn lại là chúng ta học liên tục. Thì đây cũng là một cái chương trình tôi muốn đóng góp cái sức
lực của mình cho cộng đồng. Chúng ta có duyên với nhau, gặp nhau qua Internet, qua mạng xã hội. Và tôi muốn dành riêng cái lớp này cho những người chưa từng biết gì nhá, chưa từng biết gì về âm dương ngũ hành, can chi sinh khắc phong thủy. Và lớp này là lớp vỡ lòng, lớp này là lớp dành cho những người làm một những tờ giấy trắng. Ai đã biết rồi, học rồi thì chúng ta có thể rời khỏi lớp này. Và nếu muốn có nhu cầu thì hãy tham gia với tôi ở những cái lớp khác sâu hơn. Còn lớp này thì tôi chỉ giải quyết những cái chủ đề rất là đơn giản. Rất là đơn giản. Và để làm sao đó chúng ta thực hành ngay tại chỗ. Có nhiều thứ là chúng ta biết rồi, nhưng tôi sẽ làm mới nó ở góc độ ứng dụng vào thực tiễn. Để rồi sau 7 cái ngày này, nếu chúng ta ứng dụng được nó vào cuộc sống, thì tôi tin rằng mặc dù những kiến thức rất ít, một vài bí kíp nhỏ, nhưng nó giúp cho chúng ta chủ động rất nhiều trong cuộc sống ở quãng đời còn lại. Cho nên cái tên ấy, đặt nó hơi ngoa một tí, là 7 ngày đèn sách một đời thong dong ha. Nhưng ở một góc khía cạnh nào đó thì nó cũng có lý của nó. Và chính vì vậy, tôi muốn những người mà chúng ta ngồi đây, chúng ta cam kết với nhau là chúng ta ngồi hết 7 buổi. Yên tâm là tôi không thu tiền buổi nào cả. Và tôi cũng không bán hàng gì cả nhá. Tôi chỉ trao kiến thức, trao kinh nghiệm cho mọi người thôi. Đó. Ai đồng ý thì chúng ta giơ tay cho tôi xem. Rồi, giơ cao mạnh mẽ lên xem nào. Rồi, rất nhiều. Như vậy là chúng ta đang có khoảng 250 người. Còn vài người nữa đang vào. Rồi, chúng ta bắt đầu luôn nha. Chương trình của chúng ta sẽ gồm một số cái chủ đề sau đây. Trong cuộc sống thì rồi đây chúng ta phải làm lụng, phải giao tiếp, phải phát triển kinh tế, phải công tác. Và thực tế là chúng ta thấy rằng có những ngày chúng ta làm việc rất hiệu quả. Đi đâu cũng lọt, đi đâu cũng gặp may. Và có những ngày ấy, thì làm cái gì cũng không được, cảm giác nó xui xẻo. Thực tế là chúng ta hoàn toàn có thể tính trước được những cái ngày nào là may mắn trong cái tuần đó, trong cái tháng đó. Và những ngày còn lại là những ngày mà chúng ta sẽ không hiệu quả đâu. Nếu chúng ta biết được điều đó thì chúng ta sẽ phân bổ cái nguồn lực, năng lượng, thời gian của mình vào những cái ngày tốt nhất. Mà cái ngày tốt đó là ngày tốt của cá nhân mình, không phải là của ông bên cạnh. Và những cái ngày mà không tốt thì chúng ta chỉ làm việc nội bộ hoặc chúng ta chơi thôi. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ tập trung làm việc vào những ngày không tốt thì xôi hỏng bỏng không, rất là lãng phí cái năng lượng làm việc của mình. Thế thì những cái ngày nào là ngày tốt với cá nhân mình là một chủ đề. Hay là những, hay nói rõ hơn đó, là ngày nào dễ bán được hàng, ngày nào dễ đòi được nợ, ngày nào dễ giao dịch, ngày nào dễ có tiền, ngày nào dễ gặp may.
Thì đó là một chủ đề mà chúng ta sẽ học để tính toán cho cá nhân mình, không ai giống ai. Cái thứ hai á, trong một ngày bình thường thì có những cái khung giờ mà chúng ta làm gì cũng học, đồng thời cũng có những khung giờ mà chúng ta làm gì cũng thuận lợi. Thế nếu mà chúng ta biết được giờ nào thuận lợi, giờ nào không thuận lợi, thì chúng ta thay đổi kế hoạch trong ngày rõ ràng là một điều cát lợi. Ví dụ như chúng ta cần có công việc là gọi điện cho khách hàng, gọi điện cho đối tác để bàn phán, đàm phán, để bán hàng, để thu nợ hay để nhờ vả một gì đó. Thì nếu mà chúng ta biết được cái giờ tốt, giờ nào là giờ tốt, thì chúng ta tập trung giờ đó chúng ta làm. Giờ nào mà không tốt thì thôi làm việc khác đi. Thì đó cũng là một cái chủ đề tìm ngày tốt, tìm giờ tốt. Cái nữa là cái chủ đề tiếp là chúng ta sẽ biết được là làm thế nào để tìm ra những cái cung tài lộc của cá nhân trong cái căn nhà của mình đang ở, trong cái cửa hàng của mình đang kinh doanh. Nó có phạm cái gì không? Rồi làm thế nào để kích hoạt nó, để thúc đẩy tăng trưởng tài lộc kinh tế. Đó là một chủ đề rất hay. Rồi chúng ta cũng tìm ra những cái chỗ nào trong nhà mà nó ảnh hưởng đến cái công việc, mối quan hệ của mình với xã hội, với đồng nghiệp, với đối tác, với bạn bè, để phòng tránh được những cái tiểu nhân, thị phi, kiện tụng, tranh chấp. Và nếu nó phạm thì làm thế nào để hóa giải. Tất nhiên những kiến thức này nó có nhiều cái mức độ để mà khảo sát, mà tìm ra và đưa ra giải pháp. Còn đối với cái lớp này, tôi phải giả định là kiến thức chúng ta là tờ giấy trắng, nên tôi chỉ dạy những cái gì nó đơn giản nhất. Còn những cái kiến thức sâu thì dành cho những người học ở lớp khác. Đau bụng, một là uống thuốc, hai là đi viện, ba là chỉ xoa dầu. Lớp này chỉ học được xoa dầu thôi nhé, kiểu như vậy. Rồi một cái chủ đề nữa là trong cuộc sống, làm ăn, công tác, bạn bè, chúng ta thường chơi với những người, có những người rất thân, nhưng mà khi kết hợp làm việc với nhau thì thường là không mang lại thành tựu. Mà ngược lại, có những người không thân đâu, nhưng cứ làm với nhau là có kết quả, có thu hoạch. Thế thì không phải cái người mình hiểu, không phải cái người mình thân, khi kết hợp với ta thì sẽ mang lại điều tốt đẹp. Không phải như vậy đâu. Mà nó phải có những cái yếu tố liên quan đến can chi, mà tìm ra được những cái người mang phúc khí đến cho mình. Thì chỉ có những người mang phúc khí khi kết hợp với mình sẽ giúp mình thành tựu. Từ đó để giúp cho chúng ta có thể tìm kiếm được đối tác, khách hàng may mắn. Chúng ta tìm kiếm được cấp trên, tuyển dụng được cấp dưới, rồi người hùn vốn, hợp tác làm ăn, vân vân. Một cái chủ đề nữa tôi sẽ giải quyết với lớp của chúng ta là những cái rủi ro, những cái dấu hiệu mà năm 2021 này, năm Tân Sửu này, những cái nhà nào, những cái tuổi nào thì dễ gặp rủi ro trong tài chính, trong sức khỏe, trong dịch bệnh, trong công việc, và làm thế nào để hóa giải được một phần cái hung họa đó. Đó. Và một cái nữa là chúng ta cần phải làm gì
để có thể an toàn trong mùa dịch, và chúng ta cần phải làm gì để giải quyết được những cái tình cảm hiện tại. Vì thực tế là trong những cái ngày tháng như thế này thì ở nhà rồi kinh tế thì suy giảm, nhìn mặt nhau thì nhiều, rồi sinh ra mâu thuẫn cũng lắm. Đó. Cho nên là một trong những cái chủ đề chúng ta cũng cần phải giải quyết là hóa giải mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn vợ chồng, làm sao sưởi ấm lại cái tình cảm. Thì đó, nếu mà có đủ thời gian và lớp tiếp thu nhanh thì tôi sẽ đi từng đó chủ đề trong 7 cái ngày. À, thì mỗi ngày chúng ta sẽ giải quyết 1 tiếng. Thật ra tôi cũng còn nhiều việc nữa thì cố gắng tranh thủ buổi tối để giúp đỡ anh chị em. À, buổi hôm nay chúng ta sẽ học cái gì đây? Buổi hôm nay thì tôi sẽ bật cái chủ đề thứ nhất mà tôi muốn hướng dẫn mọi người, đó là tìm ra những cái khung giờ tốt lành ở trong ngày. Giờ nào là giờ thuận lợi may mắn, giờ nào là giờ có những cái trục trặc rủi mà khi chúng ta biết cái này rồi thì chúng ta ứng dụng vào nó rất là linh nghiệm. Mọi người có nhìn thấy cái slide tôi đang chiếu trên màn hình không? Ai thấy giơ tay nào? Ai nhìn thấy giơ tay nào? Rồi, bài toán đặt ra như sau. Ngày mai chúng ta có một cuộc hẹn để đi ký hợp đồng, hay chúng ta đi đàm phán, hay chúng ta đi vay tiền, hay chúng ta đi hẹn hò, vân vân. Xem thử chúng ta xuất hành vào giờ đó tốt hay không. Bài toán đặt ra như vậy. À, cho nên là cái đầu đề của nó là quẻ xuất hành. Quẻ xuất hành. Đầu tiên mọi người ghi giúp cho tôi 12 khung giờ trong ngày. Từ 23 giờ đêm hôm trước, đây cái hình này. Giờ đêm hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau, gọi là giờ Tý, và cái này chúng ta phải thuộc ngay từ bây giờ. Từ 1 giờ đến 3 giờ sáng là giờ Sửu. Tức là một ngày ấy, bắt đầu từ 11 giờ đêm hôm trước. Thì chúng ta ghi cái khung giờ này cho tôi. Chúng ta có 2 phút để ghi.
Ai ghi xong rồi giơ tay nào. Rồi, ghi xong rồi đúng không? Tốt. Một ngày bắt đầu từ giờ Tý, 24 tiếng đồng hồ, chia thành 12 canh giờ. Mỗi canh giờ tương ứng một địa chi mà chúng ta vẫn thường gọi là con giáp. Thế thì 23 giờ đêm là sang ngày mới. Ai mà sinh từ 11 giờ đêm hôm trước là tính vào ngày hôm sau. 30 Tết giao thừa tính từ 11 giờ đêm 30 chứ không phải lúc 0 giờ sáng. Nha. 11 giờ đêm ai đến nhà mình, người đó là sông đất. Một đến ba giờ sáng là giờ Sửu, ba đến năm là giờ Dần, năm đến bảy giờ là giờ Mão, bảy đến chín là giờ Thìn, chín đến 11 là giờ Tỵ, 11 đến 13 giờ trưa là giờ Ngọ, 13 đến 15 là giờ Mùi, 15 đến 17 là giờ Thân, 17 đến 19 là giờ Dậu, 19 đến 21 là giờ Tuất và 21 đến 23 là giờ Đầu tiên chúng ta để xuất hành thì chúng ta phải quy đổi ra giờ như thế này. Đó. Bây giờ chúng ta viết lên bàn tay trái của mình. Chúng ta xòe bàn tay trái ra. Chúng ta mỗi ngón tay chúng ta có ba cái đốt, ba đốt ngón tay. Chúng ta dùng hai đốt ở trên và ở dưới và chúng ta viết cái hình này vào. À, đốt thứ nhất là Đại An ở ngón cái, à, ngón trỏ. Nhớ là bàn tay trái nhá, viết thẳng vào bàn tay để bấm. Đại An, Lưu Niên, Tốc Hỷ, Xích Khẩu, Tiểu Cát. Viết thẳng vào tay để tí nữa bấm trên bàn tay. Mọi người ghi xong chưa? Xong rồi ha. Nào, bây giờ hãy bấm cho tôi. Miệng bấm, tay bấm và miệng nói. Dùng ngón tay cái bấm vào thứ tự từ 1 đến 6 vòng tròn, tức là bấm vào 6 cái ô đó. Miệng đọc, tay bấm. Chúng ta đọc là Đại An, Lưu Niên, Tốc Hỷ. Đây này, nhìn tay tôi này. Đâu rồi, hình đâu rồi ta? Đây nhá, nhìn tay tôi này. Chúng ta có này, giơ bàn tay trái ra, dùng ngón tay cái của bàn tay trái bấm vào các đốt ngón tay và đọc. Miệng bấm, miệng tay bấm, miệng miệng nói, miệng nói tay làm đấy. Đại An, Lưu Niên, Tốc Hỷ, Xích Khẩu, Tiểu Cát, Không Vong, Đại An, Lưu Niên, Tốc Hỷ, Xích Khẩu, Tiểu Cát, Không Vong, Đại An. Chúng ta bấm 10 lần cho thuộc.
Và hãy đọc to lên. Muốn nhanh thuộc thì phải đọc to lên. Giống như trẻ con học thuộc lòng. Đọc to lên. Miệng nói, tay làm. Và dùng một tay thôi để bấm, bấm lúc nào thuộc thì thôi. Ngay bây giờ. Hãy đọc to lên thì nhanh thuộc. Trong tất cả những thứ âm thanh ở trên đời, thứ âm thanh dễ nghe nhất là âm thanh từ miệng mình phát ra. Cho nên hãy đọc to lên. Bấm thuộc thì thôi. Bây giờ tiếp nè. Sau khi chúng ta bấm thuộc rồi, chúng ta ghi để biết giờ xuất hành hoặc khởi sự. Để biết giờ xuất hành hoặc khởi sự. Khởi sự của một ngày, ở một ngày bất kỳ. Là tốt hay không? Là tốt hay không? Ta làm như sau. Ta làm như sau. Bước 1. Đổi ngày xuất hành, đổi ngày tháng xuất hành về ngày âm lịch. Về ngày âm lịch. Đổi giờ xuất hành về 12 con giáp. Về 12 con giáp. Ví dụ chúng ta dự kiến 8 giờ sáng ngày mai. 8 giờ sáng ngày mai là ngày bao nhiêu âm lịch nhỉ? Là ngày 24 tháng 8 năm 2021 xuất hành. Xuất hành. Thì bước 1. Tôi sẽ viết lên đây nhé. Bước 1. Bước 1 chúng ta quy đổi là ngày mai á, là ngày hôm nay là 17 nhỉ. Hôm nay là 16 âm lịch. Đúng không? Ngày mai là ngày đổi thành giờ xuất hành sẽ là giờ gì? 8 giờ sáng sẽ rơi vào khung giờ là giờ Thìn, đúng không? Lúc nãy chúng ta ghi rồi đó. Là giờ Thìn.
giờ Thìn, ngày 17 tháng 7 âm lịch. Đó, bước 1 chúng ta cần phải đổi như vậy. Bước 2. Bước 2. Chúng ta ghi bước 2. An tháng, an vị tháng, an vị tháng. Ta ghi này. Từ Đại An khởi tháng giêng, khởi tháng giêng theo chiều kim đồng hồ, theo chiều kim đồng hồ, đếm đến tháng xuất hành. Tháng dừng ở đâu thì khởi ngày ở đó. Tháng dừng ở đâu thì khởi ngày ở đó. Nào, bây giờ chúng ta đang cần đếm tuần xuất hành vào ngày mai là tháng 7 âm lịch. Chúng ta giơ bàn tay trái ra. Giơ bàn tay trái ra. Nào, vừa nghe tôi đọc và làm theo. Từ Đại An khởi tháng giêng thì ta dùng ngón tay cái bấm vào ô Đại An. Nào, dùng ngón tay cái bấm vào ô Đại An. Đọc là tháng giêng. Là từ Đại An khởi tháng giêng, chúng ta đọc là tháng giêng. Theo chiều kim đồng hồ nghĩa là tiến lên là ô lưu niên. Lưu niên sẽ là tháng 2 đúng không? Lưu niên sẽ là tháng 2. Tốc hỷ là tháng 3. Xích khẩu là tháng 4. Tiểu cát là tháng 5. Không vong là tháng 6. Đại An là tháng 7. Cứ xoay vòng tròn như vậy cho đến tháng cần tính. Nào, bấm lại. Bấm lại cho nó dẻo tay đi. Riêng 2, 3, 4, 5, 6, 7. À, chúng ta chỉ cần đếm thế thôi nhé. Xem nó dừng ở ô nào. Riêng 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nào, bấm lại lần nữa đi. Dùng ngón tay cái để bấm vào, không dùng tay phải để chọc vào tay trái nhá. À, bởi vì tay phải còn phải làm việc khác, tay trái đút túi quần mà vẫn bấm được mới tài. Rồi, như vậy ta được là tháng 7 là gì? Tháng 7 là Đại An. Dừng ở Đại An. Rồi bước 3. An vị ngày. Chúng ta ghi tháng dừng ở đâu thì khởi ngày mùng 1 ở đó. Tất cả là âm lịch nhá. Tháng dừng ở đâu thì khởi ngày mùng 1 ở đó. Theo chiều kim đồng hồ, đếm đến ngày xuất hành.
điểm đến ngày xuất hành. Ngày dừng ở đâu thì khởi giờ ở đó. Nào bây giờ chúng ta thực hành. Lúc nãy là tháng dừng ở đâu nhỉ? Bây giờ đặt tay vào cái chỗ mà lúc nãy tháng dừng. Nào, bấm tay vào. Tay đâu? Yên tâm là ai cũng làm được. Tôi giảng giống như giáo viên cấp 1 dạy bé tập tô. Cho nên bắt buộc mọi người phải làm được. À, bấm tay vào Đại An. Tức là cái chỗ mà lúc nãy tháng dừng, tháng 7 dừng ở Đại An. Thế bây giờ bước 3 này. Tháng dừng ở đâu thì khởi ngày mùng 1 ở đó. Nghĩa là sau khi mà 7 tháng 7 dừng ở Đại An thì ta bấm thêm một nhát nữa vào đó. Bấm thêm một nhát nữa vào đó. Đọc là mùng 1. Đọc là mùng 1. Tiến lên. Lưu niên, ô lưu niên là mùng 2. Tốc thỉ là mùng 3. Xích khẩu là mùng 4. Cứ thế đếm vòng tròn cho đến ngày 17 là ngày xuất hành. Chúng ta xem thì ngày 17 dừng ở đâu. Dừng ở ô nào? Giơ tay lên xem nào. Huyền Nguyễn, đúng rồi. Ngọc, đúng rồi. Viết Hữu, đúng rồi. À, đâu nào, giơ tay lên xem nào. À, ai mà dừng ở ô Tiểu Cát là đúng nào. Ai chưa đúng thì bấm lại nào. Làm lại bước 1. Từ Đại An khởi tháng Giêng, bấm đến tháng 7. Làm đi. Từ Đại An khởi tháng Giêng, bấm đến tháng 7. Bước 2. Tháng dừng ở đâu thì bấm thêm một nhát nữa vào đúng ô đó. Bấm lặp lại một lần nữa, tính là ngày mùng 1. Rồi tiếp theo, ô tiếp theo là mùng 2. Đếm vòng tròn cho đến ngày 17. Nào bấm đi. Là chúng ta sẽ được gì? Ai à, chúng ta sẽ được là ngày, là ngày 17 rơi vào ô là Tiểu Cát. Tiểu Cát. Rồi, bước 4. Bước 4 là An Vị Giờ. Chúng ta ghi ngày dừng ở đâu thì khởi giờ Tý ở đó. Thì khởi giờ Tý ở đó. Theo chiều kim đồng hồ. Theo chiều kim đồng hồ. Đếm theo thứ tự. Đếm theo thứ tự cố định. Là Tý, Sửu. Đếm theo thứ tự cố định là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.
Giờ dừng ở đâu thì luận quẻ ở đó. Giờ dừng ở đâu thì luận quẻ ở đó. À, chúng ta cùng tính nào. Như vậy là lúc nãy là ngày 17, chúng ta dừng, ngày dừng ở ô nào? Ngày dừng ở ô tiểu cát. Đúng không? Bây giờ sang bước 4 này. Sang bước 4. Ngày dừng ở đâu thì khởi giờ Tý ở đó. Và chúng ta xuất hành vào 8 giờ sáng là giờ Thìn. Cho nên chúng ta khởi giờ Tý ở ô tiểu cát, tức là cái chỗ mà ngày nó dừng ấy. Ngày dừng ở đâu thì chúng ta bấm thêm một nhát vào đó và đọc là Tý. Sang Không Vong là Sửu, sang Đại An là Dần, Mão ở Lưu Niên và Thìn ở Tốc Kỷ. Như vậy là giờ rơi vào ô Tốc Kỷ. Là chúng ta bấm lại. Bây giờ bấm lại từ đầu. Bấm cả 4 bước. Xem đáp số có ra cuối cùng không. Bước 1. Tính 5. Từ Đại An khởi tháng Giêng theo chiều kim đồng hồ, bấm đến tháng 7. Bấm đi. Như vậy là tháng dừng ở Đại An. Tiếp theo, tháng dừng ở đâu thì khởi ngày ở đó. Từ Đại An, từ chỗ dừng của tháng là Đại An, ta bấm vào đó là ngày mùng 1. Lên Lưu Niên là mùng 2, Tốc Kỷ vào ngày mùng 3. Cứ thế cho đến ngày 17. Ngày 17 chúng ta sẽ dừng ở Tiểu Cát. Dừng ở Tiểu Cát. Ngày dừng ở đâu thì khởi giờ Tý ở đó. Đếm đến giờ xuất hành là giờ Thìn. Thì chúng ta sẽ được Tốc Kỷ. Ai bấm được như vậy rồi giơ tay nào. Đấy, giơ tay như biểu quyết quốc hội luôn rồi, tốt. Bây giờ ra Tốc Kỷ rồi thì sao đây? Giờ dừng ở đâu thì luận quẻ ở đó, thì luận quẻ như sau. Ghi. Nếu luận quẻ như sau này, Đại An, quẻ thứ nhất là quẻ Đại An. Đại An là cát lành. Đại An là cát lành. Thường sẽ được việc. Quẻ tiếp theo là Lưu Niên. Lưu Niên. Nếu mà xuất hành vào giờ Lưu Niên ấy, thì thường phải đợi lâu. Thường phải đợi lâu. Hoặc là đến trễ. Hoặc là nói chuyện dài dòng. Hoặc là nói chuyện dài dòng. Thường thì được việc lúc đó.
nhưng về lâu dài lại không đạt kết quả tốt nhất. Nhưng về lâu dài lại thường không đạt được kết quả tốt nhất. Quẻ thứ ba là quẻ Tốc Hỷ. Tốc Hỷ. Tốc Hỷ là nhanh cho biết kết quả. Nhanh cho biết kết quả. Thắng thua nó là được hay không được là nó cũng nhanh biết. Thường thì tốt. Thường là tốt. Quẻ thứ tư là Xích Khẩu. Xích Khẩu. Xích Khẩu thì thường là bực bội. Bực bội, mâu thuẫn, tranh chấp, không được việc. Quẻ tiếp theo là Tiểu Cát. Tiểu Cát là vui vẻ, được việc, thường là được việc. Quẻ cuối cùng là quẻ Không Vong. Thì thường là sự cố. Sự cố. Hủy bỏ. Không được việc. Mấy cái quẻ này nhìn có vẻ là nó rất đơn giản nhưng mà vô cùng hiệu quả. Ngày nào tôi cũng dùng và tất cả những học viên của tôi ngày nào cũng dùng. Nó rất thực tiễn trong cuộc sống. Tôi lấy ví dụ thế này này. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy hai cái quẻ tốt nhất là Tiểu Cát và Không Vong và Đại An. Chúng ta đánh dấu vào hai cái quẻ tốt nhất là Tiểu Cát và Đại An. Hai cái quẻ tốt vừa là Tốc Hỷ và Lưu Niên. Tốc Hỷ và Lưu Niên thì thường thường là trái ngược nhau, một thằng thì nhanh một thằng thì chậm. Hai quẻ xấu là Xích Khẩu và Không Vong. Thế thì ứng dụng nó như thế nào? Ở đây tôi nói là xuất hành. Nhưng chúng ta ghi luôn. Chúng ta ghi. Lưu ý rằng những quẻ này chỉ dùng cho giờ xuất hành khởi sự. Cho giờ xuất hành khởi sự. Mà không phải cho ngày hay cho tháng. Mà không phải cho ngày hay cho tháng. Tức là không có ngày Đại An, không có ngày Tốc Hỷ, không có tháng Không Vong, không có tháng Tiểu Cát. Mà những cái bước đó, bước tính tháng, tính ngày
là bước đệm để tính giờ mà thôi nhá. Lưu ý, không phải thầy ơi hôm nay ngày tiểu cát ngày không vong là không phải. Tức là chúng ta ghi rõ rõ luôn, tức là không có tháng tiểu cát, tháng không vong, ngày tiểu cát, ngày không vong. Mà những bước đó chỉ là bước đệm để tính ra giờ xuất phát mà thôi. Chúng ta ghi tiếp. Giờ ở đây được hiểu là xuất hành hay khởi đầu một việc. Khởi đầu một việc là như thế nào? Xuất hành thì chúng ta nghe quen rồi, dễ rồi. Khởi đầu một việc. Ví dụ như là bắt đầu một cuộc điện thoại cũng tính là giờ khởi sự, cũng tính giờ như thế này. Ví dụ bắt đầu một cuộc điện thoại, chúng ta muốn bán hàng, chúng ta muốn giao dịch, chúng ta muốn gọi điện để tư vấn thì phải bấm giờ này để mà gọi. Nếu mà chúng ta gọi điện vào giờ tiểu cát hay giờ đại an thì 90% là người ta sẽ bắt máy và nói chuyện vui vẻ và khả năng chốt khách đàm phán là cao. Còn nếu chúng ta gọi điện vào giờ không vong hoặc giờ xích khẩu thì 99% là tò te tí, không liên lạc được, hoặc là anh bận lắm không nghe được, hoặc là người ta cúp máy luôn, hoặc là người hai bên nói chuyện xong có những cái câu từ làm cho phật lòng và nói chung là cuộc gọi thất bại nha. Cho nên ông nào mà gọi điện telesale, nhân viên telesale phải gọi vào giờ tốt, giờ xấu gọi không được đâu, chỉ rước bực bội vào mình thôi, bởi vì người ta đang bận hoặc là người ta đang cái gì đó, hoặc là chúng ta gọi điện để nhờ vả ai đó, hẹn hò ai đó, hãy gọi vào giờ tốt, giờ xấu là không làm. Bởi vì nếu mà chúng ta không biết chúng ta gọi vào cái giờ xấu thì chúng ta mang lại cái sự bực bội, làm cho suy giảm cái năng lượng làm việc, chúng ta không vui thì coi như là cả cái tiếng đồng hồ đó, thậm chí cả cái ngày đó là không làm được việc gì cả, bởi vì ông cha đó, ông đó, ông không nghe máy của mình đang có việc cần nhờ mà gọi không nghe máy, bực thế chứ lạ, thế là hỏng mất một ngày. Nhưng nếu mà chúng ta biết rồi, chúng ta chờ nó sang cái khung giờ tốt chúng ta gọi thì ok, đời lại tươi ngay hả. Và như vậy là chúng ta thay vì từ bỏ, thay vì rước lấy một cuộc thất bại thì chúng ta đã chờ đợi và chúng ta chuyển đổi thành một cuộc gọi thành công. Đời thay đổi thì chúng ta thay đổi, và có thể chúng ta đó là một cơ hội để bán hàng hay một cơ hội để phát triển mối quan hệ. Đó, xuất hành, gọi điện, hoặc là giờ đó, cái giờ khởi sự này, ví dụ giờ bắt đầu một cuộc họp, chúng ta ghi đi, giờ bắt đầu một cuộc họp, cái này quan trọng lắm. Nếu mà cuộc họp rơi vào giờ xích khẩu hoặc là không vong, nếu mà sếp hẹn mình hoặc là đối tác hẹn mình họp vào cái giờ đó thì nó sẽ có những khả năng xấu xảy ra như thế này. Người ta sẽ hủy vào giờ cuộc họp, hủy cuộc họp đó hoặc là rời sang cái giờ khác, người ta sẽ báo trước hoặc đến giờ đó sẽ báo. Hoặc là vào cuộc họp thì có nhiều mâu thuẫn, có nhiều mâu thuẫn, tức là nó không khí nó căng thẳng và không đạt được mục tiêu của họ. Không đạt được mục tiêu của họ.
Thế thì nếu chúng ta là nhân viên mà sếp gọi đi họp, chúng ta biết rằng à cuộc họp này rơi vào giờ xích khẩu, thôi là hôm nay em ngồi im, đứa nào mà to mồm là đứa đó có khi ăn đòn. Cho nên đôi khi chúng ta sống sót qua cuộc họp, chúng ta tránh được tai họa nhờ những cái việc biết trước như thế này, dự đoán được tình huống. Thế nếu mà chúng ta là người tổ chức cuộc họp hoặc là chúng ta là đối tác thì sau khi người ta hẹn giờ họp rồi thì mình thấy à, bấm thấy cái giờ xấu, đút tay dưới gầm bàn chờ tôi tí để tôi kiểm tra lại lịch, nhưng thực ra là tay bắt đầu bấm bấm dưới gầm bàn rồi. Và nếu mà phát hiện ra là giờ xấu thì chúng ta chủ động rời lịch, à giờ đấy tôi bận rồi, xin mời là chúng ta rời sang cái khung giờ này để nó tốt lành hơn. Lưu ý là rời làm sao đó để giờ xuất hành từ nhà mình đi chẳng hạn cho đến và cái giờ bắt đầu cuộc họp nó rơi vào trong cái khung giờ tốt là tốt nhất. Còn có trường hợp là nó vắt từ cái giờ này sang giờ kia, từ giờ tốt sang giờ xấu, thì cố gắng chúng ta di rời làm sao tính toán sau đó mà cả lúc mình xuất phát cho đến lúc mình bắt đầu vào họp đều rơi vào khung giờ tốt. Còn sau đó nó kéo dài đến khung giờ nào thì không quan trọng nữa nha. Giờ khởi sự là như vậy. Hay là chúng ta có thể khởi sự đây là gì? Đây này, những ngày tháng dịch này là vợ chồng muốn ngủ với nhau một tí. Hôm nay gió mát trăng thanh, tắm rửa xịt nước hoa tưng bừng rồi, chỉ đợi ông ấy lên giường nữa thôi. Nhưng mà vào giờ xích khẩu thì thôi, đang vui lại đứt dây đàn, tự nhiên lại nói nhau câu gì đó, nó lại đạp mình rơi xuống đất. Hoặc là tắm rửa xong vào thì đối phương ngủ mất rồi. Hoặc là đang chuẩn bị thì con cái nó vào nó quấy phá, hoặc là mất điện, mất điều hòa vân vân. Tóm lại là tỷ thứ lý do trên trời rơi xuống để dẫn tới sự việc không thành công. Không, ngủ với vợ cũng phải tính giờ đó, không phải thích là chiều đâu, không có đâu. Các ông nhiều ông bị đạp xuống rồi, rơi xuống giường rồi là có, không? Bởi vì chúng ta khởi sự không đúng giờ thích hợp. Tương tự như vậy, chúng ta nói chuyện đàm phán với ai đó thì chúng ta cũng phải chọn khung giờ tốt để mà thực hiện, kể cả nói chuyện vợ chồng với nhau bàn bạc việc gì đó nhá. Hoặc là chúng ta đang từ điểm A, lưu ý này, cái giờ mà khởi sự này á có thể xuất hiện nhiều lần trong ngày, ghi đi, giờ khởi sự có thể tính đi tính lại nhiều lần trong ngày. Tùy thuộc vào sự việc phát sinh. Chứ không phải là giờ xuất hành chung của cả ngày. Ví dụ ai ở Hà Nội, Sài Gòn, nếu mà sáng mai đi làm vào giờ xích khẩu hoặc không vong thì dễ bị kẹt xe tắc đường, đi vào giờ Đại An Tiểu Cát thì dễ được thông thoáng. Nếu mà chúng ta rủ nhau đi ăn sáng vào giờ không vong hay giờ tiểu xích khẩu thì hoặc là trên đường gặp sự cố giao thông rồi bực bội, hoặc là đến nơi thì phở hàng quán đóng cửa hoặc là mở cửa nhưng lại hết hàng, hoặc là còn hàng nhưng lại hết chỗ, hoặc là còn chỗ nhưng vào đó lại nghe mọi người cãi nhau, hoặc là mọi người không cãi nhau thì nhà mình tự cãi nhau. Cho nên nếu mà chúng ta biết trước thì chúng ta chủ động cái tinh thần thôi nhỉ, đi vào lỡ đi vào giờ này rồi thì có gì ăn đó, không bực nữa, thì chúng ta dành cái năng lượng tích cực cho cả ngày. Hoặc là chúng ta đang ngồi ăn phở xong rồi có một cuộc gọi điện của bạn bè, bây giờ đang là 8 giờ nha, 9 giờ chúng ta đi uống cà phê để bàn hợp đồng, thì chúng ta lại bấm giờ xem 9 giờ nó là rơi vào khung giờ nào. Tức là chúng ta di chuyển từ điểm A đến điểm B, từ việc này sang việc khác thì chúng ta tính lại giờ khởi sự.
Tức là cái công thức này là tính cho từng việc chứ không phải tính cho chung cho một ngày. Nhá. Hoặc là đối tác hẹn mình vào đến để họp bàn sự việc. Nhưng chúng ta thấy là nó rơi vào giờ lưu niên. Thì hoặc là phải đợi lâu, hoặc là phải ngồi đàm phán lâu. Nếu mà chúng ta không biết giờ đó là giờ lưu niên, đối tác hẹn mình 11 giờ trưa, mình đến từ 10 rưỡi, 11 giờ trưa thấy ông ở đâu, 12 giờ cũng không thấy mặt đâu, và có thể chúng ta vô cùng tức giận, chúng ta thấy là ông này không tôn trọng mình, rồi giờ cao su rồi vân vân, chúng ta có thể hủy cào, chúng ta bỏ về, chúng ta đổi số điện thoại, chúng ta có thể chửi mắng họ, và biết đâu đấy chúng ta đã bỏ lỡ một hợp đồng. Nhưng nếu chúng ta biết rằng à giờ đó là giờ lưu niên thì khả năng cao là đến phải đợi ông ấy rồi. Thế thì mình đến nơi mình chủ động, mình làm việc khác, mình xem điện thoại, mình đọc báo, mình làm gì đâu. Đợi 1 tiếng, 2 tiếng không vấn đề gì. Và khi gặp lại mình vẫn vui vẻ. Thì người ta rất ngạc nhiên. Tại sao tôi chậm ông 1 tiếng mà ông vẫn vui? Người ta càng quý mình hơn nữa. Thì như vậy không những mình chuyển được năng lượng từ tiêu cực sang tích cực, mà mình còn giữ được quan hệ, mình còn ký được hợp đồng to hơn. Thì đời thay đổi từ những việc nhỏ nhoi như vậy. Không? Cho nên cái công thức, cái quẻ xuất hành này nó có giá trị rất cao và rất ứng nghiệm. Ai mà thực hành hàng ngày thì tôi tin là các bạn sẽ rất chủ động. Cái cốt lõi nhất là chúng ta mang lại được cái năng lượng, cái thái độ tích cực hàng ngày. Mà thái độ tích cực và chủ động thì chúng ta sẽ nâng cao được hiệu suất làm việc. Nâng cao hiệu suất làm việc thì sẽ được thịnh vượng. Không? Mà càng chủ động bao nhiêu, tinh thần bao nhiêu thì sức khỏe chúng ta càng cải thiện bấy nhiêu. Ai hiểu bài giơ tay. Chúng ta có cần làm thêm một ví dụ nữa không? Có cần làm nữa không? Có đúng không? Rồi, làm thêm một ví dụ nha. Giả sử ngày 24 đi, tháng 9 à, vào lúc là 12 giờ trưa chúng ta có cuộc hẹn với đối tác. Thì tôi sẽ đổi ngày giờ. Tôi sẽ đổi ngày giờ âm lịch. Hai mươi bốn tháng 9 tức là ngày 18 tháng 8 âm lịch. 18 tháng 8. 12 giờ là giờ ngọ. Nào chúng ta cùng làm bước 1. Từ Đại An khởi tháng Giêng theo chiều kim đồng hồ tính đến tháng 8. Xem tháng 8 nó dừng ở đâu. À, 12 giờ trưa ngày 18 tháng 8 âm lịch. Nào, tay đâu? Bấm đi. Bấm tòe tay mới giỏi được. Như vậy là từ tháng Giêng, từ Đại An khởi tháng Giêng thì tháng 8 sẽ dừng ở lưu niên đúng không? Ai dừng ở lưu niên là đúng. Tháng 8 sẽ dừng ở lưu niên. Rồi. Tháng dừng ở đâu thì bấm thêm một phát vào đó nữa và đọc và khởi ngày mùng 1 luôn. Lưu niên là mùng 1, mùng 1. Tốc hỷ mùng 2. Xích khẩu mùng 3. Đếm cho đến ngày 18. Ra được gì? Là đến Đại An đúng không?
Ngày dừng ở Đại An, đúng rồi. Ngày dừng ở Đại An. Đại An. Rồi. Ngày dừng ở đâu thì khởi giờ tí ở đó và bấm đến giờ xuất hành là giờ ngọ. Thì giờ xuất hành cũng rơi vào giờ Đại An rồi. Như vậy là tốt. Dễ như ăn kẹo đúng không? Mà kẹo thật đấy, ăn cái này ngọt lắm. Rồi. Như vậy là chúng ta đã có 1 tiếng đồng hồ. À, buổi đầu học đơn giản thôi, rất là dễ à. Mọi người thấy có bổ ích không? Để tôi bật mic lên nhá. Cảm ơn thầy rất nhiều, rất kiến thức rất bổ ích À, có ạ. dễ Rất hiểu thú vị thầy không? ạ. Vâng, Rất là dễ dễ hiểu thầy hiểu. ạ. Dễ À, rất dễ hiểu hiểu, thế cảm ơn thầy. dễ Rất hiểu dễ à? hiểu. Như Thầy là bài đáng nói giảng rất dễ nói. hiểu à? Ok, Bật mic lên. Cảm ơn dễ hiểu thầy. này ạ. Tốt. Cái Thầy này để cho em hỏi chút ạ. Ừ. Cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Cảm ơn thầy rất nhiều, rất dễ hiểu với Thầy cho em hỏi chút ạ. Thế Hỏi thầy dạy rất đi. nhiệt tình ạ. Hỏi đi, ai hỏi đi nào. À, ví dụ như thế là 1 giờ, hết cái 1 giờ đó là 11 giờ cho đến 1 giờ đêm là giờ Tý đúng không thầy? À, Đúng. và cái giờ đó là cái khung giờ Đại An đi, thì 1 giờ kém 3 phút, tức là 3 phút nữa mới sang giờ Tý, thì cái giờ đó vẫn được tính là giờ Đại An không thầy? Không, nó nằm ở khung giờ trước mà. Hãy Thì đợi là thêm nó nằm ở 3 phút. khung giờ. Đợi Là thêm sao 3 phút kìa? đi. Nha. Không, cái giờ khung giờ Tý ấy là giờ Đại An, thì kém 3 phút đấy thì nó vẫn nằm ở trong khung Đại An không thầy? Có, nó chưa Đúng. hết giờ Đại An thì nó vẫn là Đại Thì An. là nó vẫn là nằm trong giờ Đại An. Vẫn là Vâng, trong Đại cho An nên là đôi khi chúng ta xuất hành ấy, còn có 5 phút nữa là à. tôi phải lên xe cho nó kịp giờ. Đúng cái khung giờ tốt, còn chậm 5 giờ, 5 phút nữa là nó lên đường đi lại gặp trục Dạ. trặc. Vâng, em bảo thầy ạ. Rồi. Dạ. Đó. Rất nhiều ạ. Em cảm ơn thầy ạ. Chào thầy ạ. Đây là buổi đầu tiên thì tôi đã cung cấp cho anh chị em một cái công cụ rất đơn giản nhưng rất hiệu quả trong cuộc sống, và tôi đề nghị mọi người thực hành ngay từ ngày mai. Rất tiếc là chúng ta đang thời kỳ đại dịch, đang phải ở nhà. Còn những ai mà có cơ hội, có cơ hội mà ra đường đi làm việc thì chúng ta nên thực hành ngay. Ở nhà cũng không sao cả, nếu như chúng ta có những cái giao dịch trong gia đình, bàn bạc nói chuyện với nhau này, ngủ với vợ này, dạy con này, gọi điện thăm hỏi này, buôn bán, chúng ta hoàn toàn bấm giờ để làm được. Và trong những ngày tới hãy cho tôi biết, hiệu quả ứng dụng của nó như thế nào. Và tôi nghĩ rằng trong lớp này nếu có những người học tích cực và có những cái phản hồi tích cực, tôi khuyến khích mọi người có phản hồi, thì biết đâu đấy cuối chương trình tôi sẽ có những cái món quà bất ngờ. Tôi sẽ có những món quà bất ngờ cho những người mà ứng dụng tích cực và phản hồi tích cực cho cả lớp cũng biết nhá. Thì buổi hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây. Mọi người nhớ cho tôi, cam kết cho tôi là chúng ta tham gia đủ đầy đủ 7 buổi. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai. Xin chào thầy ạ. Rồi, Em xin chào thầy chào. ạ. Chào thầy Rồi, ạ. chào thầy ạ. Thầy Xin chào thầy ạ. Chào thầy ạ. ạ. Cảm ơn thầy nhiều ạ. Chào thầy ạ. Ok. Rồi, Cảm chào ơn thầy. thầy ạ. Chào thầy Cảm ơn ạ. thầy nhiều ạ. Chào thầy. Cảm ơn thầy nhiều. Chào. Em cảm ơn thầy. Okay.